quý vị và các bạn đã quay trở lại với Sao Thể Thao và chúng ta đang được chứng kiến trận đấu Main Event Muay Thái trong đêm hội Arena of the Fighter, đêm hội của các võ sĩ, được diễn ra tại Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là trận Muay Thái tâm điểm giữa hai võ sĩ Lazy Sỏi đến từ Ngôi Sao Gia Định đối đầu với Nguyễn Thiết Lâm, võ sĩ đến từ câu lạc bộ Trùng Khánh Toàn. Hai võ sĩ đều là những võ sĩ kinh nghiệm trong bộ môn Muay Thái. Họ sẽ chiến đấu với nhau với thể thức Muay Thái chuyên nghiệp. Mỗi hiệp diễn ra 3 phút và diễn ra 3 hiệp. Trong những trận đấu Muay Thái chuyên nghiệp như này thì các võ sĩ sẽ không có những miếng bảo vệ chỏ và gối và cũng không mặc giáp. Và trận đấu Muay Thái đặc biệt tại Arena of the Fighter sẽ được diễn ra ở trong lồng thi đấu của bộ môn MMA. Và Lê Duy Xoài là võ sĩ đeo găng đỏ. Đối thủ của anh, võ sĩ Nguyễn Thiết Lâm, là võ sĩ đeo găng xanh. Chúng ta có thể thấy là sự nhanh nhẹn của Lê Duy Xoài trong những tình huống ra đòn. Thiết Lâm có phần thụ động hơn. Đến công Muay Thái của Tiến Lâm, Thiết Lâm nhanh nhẹn bằng Lê Duy Xoài. Lại cũng chờ đợi. Rồi là những tình huống đổi đòn đầu tiên của hai võ sĩ. Ngay lập tức là những tình huống ôm tỉ và lên gối. Vẫn tiếp tục là những tình huống thăm dò khá thận trọng của Thiết Lâm. Còn Lazy Sỏi, anh đang chủ động trong những tình huống ra đòn của mình với những cú đòn đi về phía đầu, những cú đá đến từ Lazy Sỏi về phía Thiết Lâm. Lazy Sỏi muốn đưa trận đấu về phía giữa đài. Ngay lập tức là những tình huống tăng tốc và rồi là một tình huống tay sau chính xác của Lê Sỏ vào đầu của Thiết Lâm. Kèm theo đó là những tình huống trỏ trong những tình huống đổi đòn. Cả hai võ sĩ đang nóng dần lên và họ sẽ tăng tốc trận đấu của mình. Những đòn trỏ và những đòn gối trong bộ môn Muay Thái chuyên nghiệp là sự nguy hiểm rất cao, thì các võ sĩ sẽ phải chống chọi với những vết rách rất sâu từ những tình huống trỏ không có bảo vệ. Lại là những tình huống ép lồng của hai võ sĩ. Trận đấu đang diễn ra rất sôi động tại Arena of the Fighter. Vẫn chỉ là những tình huống thăm dò của Thiết Lâm đối với Lê Duy Sỏi. Thiết Lâm chưa tung ra được một cú đánh nào chính xác cả. Và lại một lần nữa Lê Duy Sỏi chủ động trong những tình huống ra đòn của mình. Từ hướng quật ngã của Lê Duy Sỏi đối với Thiết Lâm. Và máu đã đổ trên gương mặt của Thiết Lâm sau những tình huống đổi đòn của Lê Duy Sỏi. Và anh đang phàn nàn với trọng tài là Lê Duy Sỏi đã có một tình huống húc đầu anh. Thiết Lâm đã mất bình tĩnh. Hàng loạt những tình huống đổi đòn của Lê Duy Sỏi. Và Thiết Lâm đã bị rách ở mí mắt sau những tình huống chồng đòn. Trong những tình huống trông đòn tay sau của mình, Lê Duy Sỏi để bảo vệ vùng mắt của mình đã có những tình huống đầu kèm theo những nắm đấm. Điều này đã vô tình gây ra vết rách dành cho Thiết Lâm. Đây sẽ là một bất lợi lớn cho Thiết Lâm ở trong trận đấu này, khi anh chưa thể hiện được quá nhiều mà đã phải chịu một vết rách ở trên vùng mặt. Thiết Lâm phải cẩn trọng hơn trong những tình huống đổi đòn của mình. Các trọng tài đang sử dụng Vaseline để có thể che vết thương lại. Vết thương của Thiết Lâm sẽ rất sâu và anh sẽ cần phải đi may vết thương lại sau trận đấu này. Trọng tài đã nhắc nhở với Lê Duy Sỏi về lỗi húc đầu. Và đúng như trọng tài nhắc nhở thì đầu của Lê Duy Sỏi chúng ta cũng đã thấy đã bị sưng u lên. Và lại một lần nữa Thiết Lâm phàn nàn về những cái húc đầu của Lê Duy Sỏi. Liên tục là những tình huống đôi đòn của hai võ sĩ ôm tỉ ở cự ly ngắn và lên gối. Đặc trưng của bộ môn Muay Thái là những tình huống phá trụ và những tình huống lên gối ở tầm gần. Và chúng ta đã được thấy những tình huống tấn công của hai võ sĩ. Tình huống phang ống của Lê Duy Sỏi. Liên tục là những tình huống dồn ép của Lê Duy Sỏi. Cú đấm rất chính xác của Lê Duy Sỏi. Cú đấm móc thẳng vào đầu của Thiết Lâm.
Ngay sau đó là những tình huống ôm tỉ và lên gối. Thiết Lâm còn phải bảo vệ che chắn kỹ vết thương của mình khi cái đầu của Lê Duy Sòi đang cạ rất sát vào vết thương của anh rồi. Và đúng như vậy, máu đã càng đổ nhiều hơn trên gương mặt của Lê Duy Sòi, của Thiết Lâm. Và ngay lúc này thì hiệp thi đấu đầu tiên đã kết thúc và ngay lập tức các nhân viên y tế sẽ bước vào để chăm sóc cho Thiết Lâm. Vết thương của Thiết Lâm đã được các nhân viên y tế xử lý và ngay bây giờ chúng ta sẽ trở lại với hiệp thi đấu thứ hai tại Arena of the Fighter, nơi diễn ra trận main event Muay Thái giữa Lê Duy Sòi của câu lạc bộ Ngôi Sao Gia Định đối đầu với võ sĩ Nguyễn Thiết Lâm của câu lạc bộ Trung Khánh Toàn. Vẫn là một thế trận như ở hiệp thi đấu thứ nhất, khi Lê Duy Sòi chủ động hơn trong những tình huống đánh của mình, còn Thiết Lâm vẫn khá chậm chạp trong những tình huống ra đòn. Và sau những tình huống đổ đòn thì hai võ sĩ lại tiếp tục ôm tì và lên gối. Vẫn là những tình huống lên gối của Lê Duy Sòi. Việc thi đấu bộ môn Muay Thái trong lồng bát giác, đây là một khó khăn đối với các võ sĩ khi sân đấu rộng hơn và di chuyển nhiều hơn, các võ sĩ sẽ khó để bắt góc những đối thủ của mình. Nhưng ở trận đấu Muay Thái này, chúng ta đang thấy hai võ sĩ Lê Duy Sòi, Nguyễn Thiết Lâm đang thi đấu rất song phẳng, thì đa số những lần đối đòn của hai võ sĩ là nằm ở khu vực giữa sàn. Liên tục là những tình huống đổ đòn, kèm theo đó những cú chỏ của Lê Duy Sòi về phía Thiết Lâm. Thiết Lâm đang bị cuốn vào những tình huống ôm tì. Anh chưa thể hiện được gì nhiều trong trận đấu với Lê Duy Sòi này. Cú đạp chính xác của Lê Duy Sòi vào đầu Thiết Lâm, liên tục là những tình huống đá rất chính xác của Lê Duy Sòi. Những tình huống tăng tốc bất ngờ của Lê Duy Sòi đang khiến cho Thiết Lâm bị ngột. Và bây giờ Thiết Lâm cũng đang cho thấy được sự chủ động của mình khi anh đang chủ động là võ sĩ đi vào. Nhưng những cú đánh của Thiết Lâm vẫn khá yếu ớt so với Lê Duy Sòi, chưa gây được áp lực. Và Lê Duy Sòi vẫn đang là người cầm nhịp được trận đấu. Lê Duy Sòi giữ khoảng cách cự ly tốt để hồi phục sức khỏe. Sau đó là những tình huống tấn công vô cùng bất ngờ phía Thiết Lâm. Và Thiết Lâm vẫn đang bị cuốn vào những tình huống ôm tì, cắt nhịp của Lê Duy Sòi đối với mình. Đã những tình huống đá và đấm chính xác nữa của Lê Duy Sòi. Vẫn tiếp tục là những tình huống giằng co ở phía góc lồng khi hai võ sĩ có những tình huống ôm tì sau những tình huống đổi đòn. Vẫn là những tình huống bá cổ của Lê Duy Sòi và lên gối của Thiết Lâm. Thiết Lâm chưa thể tung ra những đòn đánh, đòn đấm chính xác về phía Lê Duy Sòi. Đây là một ngày mà Thiết Lâm đang chơi khá tệ. Lê Duy Sòi thì chơi cũng không hay, nhưng anh cầm được nhịp của trận đấu. Có lẽ việc ôm tì này là đến từ vết thương của Thiết Lâm. Cái vết rách của anh đã rách rất lớn và anh cần phải áp sát để không cho Lê Duy Sòi có những cú đấm tầm xa vào vùng rách của mình. Và chúng ta vừa kết thúc hiệp thi đấu thứ hai. Huấn luyện ngay lập tức lên để chăm sóc vết thương cho Thiết Lâm. Lê Duy Sòi, anh không ngồi, anh đứng để hồi phục. Một gương mặt rất tự tin của Lê Duy Sòi. Huấn luyện viên đang yêu cầu Thiết Lâm áp sát và có những tình huống lên gối về phía Lê Duy Sòi. Đây là một chiến thuật hợp lý khi vết thương của Thiết Lâm đã rách rất lớn. Anh không thể mạo hiểm trong những tình huống đổi đòn tay không với Lê Duy Sòi. Liên tục là những tình huống đổi đòn, sự tăng tốc của Lê Duy Sòi, cú chỏ chính xác, hai cú chỏ chính xác của Lê Duy Sòi về phía của Thiết Lâm. Những tình huống đổi chỏ của Lê Duy Sòi đang tỏ ra rất hiệu quả. Và bây giờ là hiệp thi đấu cuối cùng, là lúc Lê Duy Sòi sẽ cống hiến cho quý vị khán giả những màn đổi đòn vô cùng đẹp mắt. Vẫn là những tình huống ôm tì của cả hai võ sĩ.
Một trong những tình huống quăng quật thì Lê Duy Sỏi đã ngã xuống sàn. Và bây giờ là những cú đấm của Lê Duy Sỏi, kèm theo đó là những cú chỏ. Thiết Lâm đã tì rất chặt Lê Duy Sỏi rồi. Ở trong 3 hiệp đấu thì Thiết Lâm không thể hiện được gì nhiều cả. Điều anh đang thể hiện tốt là những tình huống ôm tỉ và lên gối của mình. Nhưng bây giờ thì Lê Duy Sỏi đã chuyển qua lối đánh di chuyển, và sẽ không dễ để Thiết Lâm có những tình huống ôm gối. Và kể cả khi bắt được Lê Duy Sỏi thì ngay lập tức Thiết Lâm sẽ bị trọng tài can ra. Và có vẻ như mắt của Lê Duy Sỏi cũng đang bị đau sau mỗi tình huống áp sát của Thiết Lâm. Lại là những tình huống ôm tỉ. Vẫn là những cái canh nhịp của Lê Duy Sỏi. Lê Duy Sỏi đã chắc thắng rồi. Và anh đang thi đấu vô cùng thoải mái. Liên tục là những tình huống tấn công bằng tay trước của Lê Duy Sỏi về phía Thiết Lâm. Còn Thiết Lâm vẫn đang lạm dụng lối chơi ôm ghì và lên gối của mình. Nhưng ở hiệp thi đấu cuối cùng này, thể lực xuống thấp và Thiết Lâm đang không sử dụng được chiến thuật của mình. Liên tục là những tình huống lên gối. Và có vẻ như mắt của Lê Duy Sỏi cũng đã có vết rách. Những tình huống đổi đòn. Hai võ sĩ tì rất sát phần da đầu vào nhau và đã gây ra những vết rách. Liên tục là những cú trỏ bồi của Lê Duy Sỏi về đầu của Thiết Lâm. Cả hai đều xuất hiện vết rách. Và tiếp tục là một lối ôm tì và lên gối của Thiết Lâm. Nhưng vừa rồi Lê Duy Sỏi đã có một tình huống lên gối vào bã sườn của Thiết Lâm. Thiết Lâm có vẻ đã thấm mệt rồi và máu đã đổ rất nhiều trên gương mặt của Thiết Lâm. Chúng ta cũng phải khen cho những nỗ lực của võ sĩ Thiết Lâm khi anh thi đấu với một vết rách rất lớn và máu chảy rất nhiều. Các bác sĩ lại một lần nữa chăm sóc vết thương cho Thiết Lâm. Và đây cũng là lúc để Lê Duy Sỏi và Thiết Lâm có một quãng nghỉ ngắn khi chuẩn bị bước vào những phút cuối cùng của hiệp thi đấu cuối cùng tại Arena of the Fighter. Ăn cụ của Lê Duy Sỏi rất tốt. Và Thiết Lâm cũng đang ôm tì. Nhưng ngay lập tức anh phải chịu những cú trỏ rất nặng của Lê Duy Sỏi vào về phía mồm của mình. Và về phía mồm của Thiết Lâm cũng đã xuất hiện vết rách sau tình huống trỏ của Lê Duy Sỏi. Và ngay lúc này thì trận đấu kết thúc. Trận đấu 3 hiệp và đổ máu rất nhiều. Lê Duy Sỏi đã phải đổ máu. Và người đổ máu nhiều nhất có lẽ là Thiết Lâm. Thì máu đã ướt đẫm cả gương mặt của chàng võ sĩ này. Và máu vẫn chưa ngừng chảy trên gương mặt Thiết Lâm. Chúng ta cùng chờ phán quyết của trọng tài. Và chưa cần đến phán quyết của trọng tài thì Lê Duy Sỏi đã rất tự tin vào chiến thắng của mình. Máu cũng đã thấm vào cả lưng của Thiết Lâm rồi. Trong những tình huống ôm tì, máu vương vãi ra. Và người chiến thắng là Lê Duy Sỏi sau 3 hiệp thi đấu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi những trận đấu võ thuật đỉnh cao chỉ ở trên sàn thể thao. Xin chào và hẹn gặp lại ở những trận đấu tiếp theo.